Minh Đồng Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Tý, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh tích lịch hóa, ngày Mậu Tý tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tích lịch hóa, kỷ tuổi Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tý. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức hợp tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Tam hợp tốt mọi việc, sao Dân Nhật thời Đức tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú, xấu mọi việc. Hướng xuất hành tốt trong ngày gồm có Hỷ Thần, hướng Đông Nam, Tài Thần, hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan soi đường chỉ lối, điều này sẽ giúp cho bạn tìm được động lực trong công việc. Với bạn tuổi Tý nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân và lúc này với bạn chỉ muốn hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó dù người khác có nói ra nói vào đi chăng nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, những kế hoạch của bạn triển khai đúng như dự kiến, với bạn có được sự thuận lợi vượt qua những khó khăn trở ngại trước đó và giải quyết được những vấn đề phát sinh bất ngờ. Cấp trên có thể sẽ trao cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc được giao phó nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này có thể sẽ gây ra một vài vấn đề về sức khỏe của bạn, nhất là vấn đề về thận, bàng quang. Có thể là với những căng thẳng về công việc trước đó bị dồn nén khiến cho bạn không thể có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe phát sinh. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng đặt ra được mục tiêu cho bản thân. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, hãy tập trung cố gắng cho mục tiêu trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, có được sự thuận lợi để vượt qua những khó khăn trở ngại trước đó. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, có thể sẽ được cấp trên trao cho cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, cần phải chú ý dưỡng sinh cho bản thân mình để nâng cao sức đề kháng, tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ,
tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn có được một ngày tuyệt vời để gần gũi với những người ở nơi phương xa. Với bạn tuổi Sửu sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý bằng những lời ngọt ngào, chân thành khi gọi điện, nhắn tin để hỏi thăm. Bạn đừng có ngại bày tỏ cảm xúc mong muốn để gắn kết, chia sẻ với họ bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, những khó khăn trước mắt mà thương quan đưa tới sẽ không là gì khi với bạn biết tận dụng được sức mạnh của mình. Sức mạnh đến từ chính việc mở lòng với các ý tưởng hay ho, và khi bạn đối đầu với những thử thách, những điều mới mẻ của bản thân chưa biết đến, bạn hãy mạnh dạn thay vì chùn bước. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này cho thấy về tình hình sức khỏe của bạn lại có phần bị giảm sút. Nếu như bạn có thấy những dấu hiệu biểu hiện bất thường của cơ thể thì nên gọi điện đến bác sĩ để được tư vấn. Đừng có chủ quan, bạn cần phải cố gắng gia tăng sức đề kháng cho cơ thể bằng việc ăn uống đúng theo khoa học và đảm bảo chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tính toán mọi thứ thái quá chưa hẳn đã là hay. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đừng có nói mãi về chuyện ngày xưa làm gì. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tránh đánh giá về người khác một cách phiến diện. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bạn thiếu cơ sở cho những nhận định của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên thường xuyên hỏi han người thân khi cần thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 59, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn có thêm được sự tự tin khi đứng trước những quyết định quan trọng. Tinh thần thăng hoa giúp cho bạn tuổi Dần thêm phần sáng suốt, bạn không ngừng phấn đấu để đạt được những kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn bao giờ hết với bạn. Và ngay lúc này với bạn tuổi Dần, bạn có thể lên những kế hoạch dài hạn để duy trì những gì mà mình đang có và đảm bảo cho tương lai của mình được tốt đẹp hơn về sau này. Và nếu như bạn chưa gì đã vội vàng hài lòng với hiện tại, đến một lúc nào đó lợi thế rồi cũng sẽ cạn kiệt, khi ấy bạn sẽ phải cố gắng lại từ đầu và vất vả hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân nhận được nhiều lời đề nghị kết bạn làm quen từ những người khác phái. Và nếu như bạn vẫn chưa có đối tượng để hẹn hò thì hãy thử cho mình thêm cơ hội xem sao, không yêu thì làm bạn cũng được mà, rất tốt bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có thêm sự tự tin khi đứng trước các quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tinh thần thăng hoa, đầu óc thêm phần được sáng suốt. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, luôn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc có thể lên kế hoạch dài hạn để duy trì những gì mà mình đang có. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, đừng có ngại đón nhận những cơ hội làm quen những người bạn mới. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 54, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão, thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Hỏa Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có sự vô lễ và không phải cái gì cũng là cái cớ để cho bạn trở nên cáu kỉnh, nóng giận với ai đó lớn tuổi hơn đang không hiểu được ý của bạn hay là không thực hiện mọi thứ theo những gì mà bạn mong muốn. Vì vậy, với bạn tuổi Mão bạn cần phải từ tốn vì có những ngôn ngữ của bạn có vẻ như là khó hiểu và khó tiếp cận nữa. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ hối thúc cho bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong ngày. Và với bạn sẽ có một ngày bận rộn nhưng vui vẻ. Thế nên với bạn tuổi Mão cũng nên điều chỉnh lại tốc độ một chút. Đừng có vội vàng quá, kéo lại để xảy ra sai sót không đáng có. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy sức khỏe, sức đề kháng của bản mệnh đang rất tốt khi bạn vẫn duy trì được thói quen ngủ nghỉ sớm, ăn uống đủ chất để chống chọi với dịch bệnh, bệnh tật. Và bạn cần phải duy trì thói quen tốt này để cho cơ thể của mình luôn luôn được khỏe mạnh bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hãy quan tâm hơn tới mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, bạn cởi mở với đối tượng không phù hợp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, bạn có sức chịu đựng, sự kiên trì ít ai bì kịp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đừng có ai khuyên thuốc gì, đừng có vội uống. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy tránh xa những người tiêu cực. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hợp trợ mệnh. Điều này sẽ mang lại sự tin yêu trong tình cảm của mình. Và một khi với bạn tuổi Thìn đã đặt lòng tin vào đối phương thì bạn sẽ cảm thấy yên tâm, suy nghĩ tích cực và cảm thấy dễ thở hơn. Với bạn không thể thoải mái khi trong lòng cứ nghi ngờ đối phương thế này thế kia được. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn đó, lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho mối quan hệ xung quanh bạn trở nên tốt đẹp hơn với bạn nữa nhé. Ai đó có thể dành cho bạn những lời ngọt ngào thái quá hoặc là chăm sóc bạn bằng những hành động chiều chuộng quá mức. Vì vậy, trong ngày hôm nay, bạn cũng cần phải cẩn thận mọi thứ để có những bí mật đằng sau mà bạn cần phải lưu tâm. Ngày thứ tư này, bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cũng cho thấy với bạn vì đang quá say mê cho công việc cho nên không có thời gian để chăm sóc, chăm lo cho tình hình sức khỏe của bản thân mình đúng mức. Không những thế, bạn thường xuyên cảm thấy sợ stress, mệt mỏi, khiến cho tinh thần trong tình luôn luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu sức sống, thiếu đi sự hăng hái nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tình cảm ngày càng được rực rỡ nhờ yêu thương thật lòng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đừng quá phụ thuộc vào người khác dù vì lý do gì đi chăng nữa. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cho bản thân mình một ngày được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hợp tác rất dễ có được thành công trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đừng có cho rằng mình luôn đúng chỉ sau vài thành công nhỏ. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng hơn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Tỵ trong ngày này nên lùi lại để xem xét thật kỹ một cuộc trò chuyện nào đó và tính toán xem chúng có ẩn tình gì phía sau hay là không.
Các chi tiết nhỏ hóa ra lại có giá trị rất là lớn hơn những gì mà bạn nghĩ nữa đó nhá. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này dự báo cho cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có những xung đột. Hai người nên tránh việc cãi vã vì tiền mà nên ngồi lại để cùng nhau tìm cách phù hợp để giải quyết những rắc rối liên quan. Nếu không thống nhất được thì các vấn đề vẫn còn nguyên ở đó nữa nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy ngày hôm nay theo khổng minh và theo nhị thập bát tú là ngày tốt nên xuất hành cầu cầu tài, mọi việc đều được tốt lành. Và nếu như xuất hành đi xa thì các bạn tuổi Tỵ nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm sự may mắn, tránh được những rủi ro xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa và nên cân bằng dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tiền bạc giúp cho bạn cải thiện được cuộc sống hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, dễ gặp thị phi gây tranh cãi trong ngày. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, để tránh sợ hãi thì nên có kế hoạch cụ thể để tiến hành. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 53, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất. Tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu. Điều này khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy mất kiểm soát và có những lời nói khó nghe với mọi người xung quanh. Và tốt hơn hết là với bạn tuổi ngọ nên có tâm lý tránh đổ lỗi vì sự việc xảy ra có rất nhiều nguyên nhân xuất phát từ phía bạn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi ngọ đang cảm thấy hoang mang, lo lắng khi rơi vào tình huống khó xử. Và trong lúc khi không biết phải tin ai, bản mệnh cũng không cần phải vội vã mà cần phải bình tĩnh lại trước cái đã khi đưa ra lựa chọn cuối cùng cho mình. Trong ngày này, đã đến lúc với bạn tuổi ngọ cần phải lo xa hơn một chút, chứ đừng có quẩn quanh những chuyện quẩn quân chẳng đáng gì. Thậm chí với bạn còn phải tự tạo áp lực để cho bản thân mình vướng phải thay đổi cuộc sống là yêu cầu bức thiết cho bạn trong lúc này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim có nguy cơ rất lớn đối mặt với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy hãy chăm chỉ nhưng cần phải tập trung đúng chỗ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa nên chú ý tới các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ không nên nhập nhằng việc công và việc tư. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc bạn vô tư nhưng không phải ai cũng như vậy. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ gây ra tác động xấu lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi đang có những suy nghĩ tiêu cực, bốc đồng có thể sẽ khiến cho bạn vô tình làm những việc đắc tội với kẻ tiểu nhân và bạn cần phải cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò đâm liếm sau lưng bạn nữa. Trong ngày thứ tư này, các mối quan hệ giữa bạn và người thân cũng không được mấy hòa hợp do đôi bên có những ý kiến bất đồng nhau. Chính vì lẽ này mà tình cảm đôi bên dần xa cách, không khiến gia đình rơi vào sự căng thẳng và lạnh nhạt. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, điều này cũng nhắc nhở bạn nên tập trung làm việc thì tốt hơn. Bạn cần phải xác định được mục tiêu mà mình muốn hướng đến là gì, chứ không phải nay chán, mai nản rồi bỏ cuộc chẳng vì lý do cụ thể nào cả nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này,
Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim có thể vô tình đắc tội với tiểu nhân vì những suy nghĩ tiêu cực và bốc đồng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy cần phải cẩn thận với những kẻ đang có ý đồ xấu tiếp cận đằng sau lưng mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ với người thân không được mấy hòa hợp do bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không khí gia đình căng thẳng, tình cảm ngày càng lạnh nhạt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc nên sớm xác định được mục tiêu cho bản thân để không bỏ lỡ thời gian. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 11, số 54, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn trợ mệnh. Điều này hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn có được những kỷ niệm êm đẹp trong ngày hôm nay. Ví như nếu như bạn đang làm việc ở nhà cũng là cơ hội để cho bạn và người ấy cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon và thú vị, nói về những câu chuyện ý nghĩa nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, điều này cũng sẽ giúp cho bạn cải thiện được về tình hình tài chính của mình. Với bạn tuổi Thân đang cố quyền chiều chuộng bản thân mình một chút, nhưng bạn cũng đừng có thái quá tới mức không cần thiết và làm hư chính bản thân mình. Mọi thứ đều cần có ranh giới và quy tắc nhất định. Ngày này với bạn tuổi Thân á, nếu như bạn đang ở vị thế và điều kiện tốt, do đó bạn nên dành thời gian để tận dụng các cơ hội của mình. Ngoài ra, nếu có thời gian, bạn cũng nên đi làm từ thiện, làm điều tốt cho mọi người và xã hội nữa bạn tuổi Thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dựa vào nghề tay trái của mình có thể tăng tiếp kiếm thêm thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc vượng sắc, cải thiện được nguồn tiền đổ về. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy tránh xa những lời dụ dỗ ngọt ngào của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, công việc không còn nhiều khó khăn và thử thách như trước. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có nhiều điều kiện thuận lợi giúp cho bạn vượt qua được những khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang đề cao cái tôi của mình quá mức, và với bạn tuổi Dậu, bạn càng tự quyết mọi thứ một mình sẽ càng gây hại cho mối quan hệ tình cảm hiện tại của mình nữa. Và với bạn tuổi Dậu, bạn nên sớm hiểu ra rằng sự tôn trọng lẫn nhau còn được thể hiện ở việc cả hai cùng bàn bạc, chia sẻ với nhau những chuyện quan trọng của hai người nữa. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, may mắn là bạn sẽ có thể tìm được ánh sáng để gia tăng được thu nhập cho mình khi với bạn đang có được sự hỗ trợ của chính tài chiếu mệnh. Và khi có tiền trong tay, với bạn tuổi Dậu, bạn hãy nhớ là nên trả nợ cho người ta ngay đi. Khi bạn đã đưa ra lời hứa hẹn với ai đó thì hãy thực hiện chúng, hãy để bản lĩnh và sự tử tế của mình thay vì chỉ nói suông khiến cho ai đó thất vọng về bản thân mình nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang được đảm bảo để cho bạn thực hiện những đam mê của mình trong cuộc sống. Với bạn rất ý thức trong việc để vận động thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe cho mình, tránh vì đam mê quá cho công việc mà quên đi việc chăm sóc cho bản thân. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy có kế hoạch lâu dài nhưng thực hiện từng bước một. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, khó khăn chồng chất khiến cho bạn đứng ngồi không yên. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, muốn được giúp đỡ thì nên nói ra. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc,
dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân vì suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tâm trạng trong ngày có nhiều bất ổn, đánh mất đi sự bình tĩnh. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 19, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022. Siêu vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Vận khí của bạn trong ngày hôm nay khá tốt, rất thuận lợi, giúp cho bạn tìm được những mối làm ăn tốt, nhờ thế mà không phải vất vả lăn lộn quá nhiều. Bản mệnh cũng có thể mở rộng về kinh doanh hay là tiến hành các hoạt động về cầu tài lộc cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên, con đường tài lộc của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay được vượng sắc là thế, nhưng con đường tình duyên của bạn lại có phần u ám. Khi bạn đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, các cặp vợ chồng có thể sẽ nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn từ chuyện nuôi dạy con cái. Ai cũng cho mình là đúng và không muốn nghe theo lời khuyên của đối phương. Điều này làm cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Còn đối với những người đang còn độc thân, có vẻ như đang quá mải mê cho việc kiếm tiền, chẳng còn thời gian để chăm sóc cho bản thân mình, là chuyện tìm kiếm một nửa cho mình. Để đến khi cảm giác cô đơn ùa về mới cảm thấy cần một bờ vai bên cạnh, nhưng lại chẳng có ai cả. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, vận khí đang lên, gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tìm được mối làm ăn tốt, không cần phải vất vả lăn lộn quá nhiều. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có thể mở rộng kinh doanh, tiến hành các hoạt động về cầu tài cầu lộc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vợ chồng có thể xảy ra tranh cãi trong chuyện nuôi dạy con cái. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đối với những người đang còn độc thân, mải mê kiếm tiền, không còn thời gian tìm kiếm cho mình một nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu mến vì bạn biết tôn trọng họ. Và từ sự tôn trọng, với bạn sẽ càng thấu hiểu được người khác hơn, thường đưa ra cho họ những lời khuyên kịp thời và đúng lúc nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ gây cho bạn đang có cảm giác bất an, muộn phiền. Đây là ngày để cho bạn làm mới cho đời sống bằng những việc đơn giản, ví dụ như dọn dẹp về nhà cửa, dọn đi những thứ cũ kỹ, thay thế bằng những thứ mới. Chắc chắn nhờ thế mà cuộc sống của bạn sẽ được tích cực hơn, có được những nguồn năng lượng mới. Trong ngày này với bạn tuổi Hợi, để tránh việc muộn phiền do những tác động tiêu cực của cuộc sống thì bạn cũng nên chia sẻ, tâm sự những vấn đề mà mình đang gặp phải với những người thân yêu của mình để giúp cho cuộc sống của mình tích cực hơn. Họ sẽ mang lại cho bạn có được động lực và năng lượng mới để vượt qua những trở ngại trước mắt nữa bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, trao cho người khác cơ hội cũng là để cho bản thân mình được thoải mái. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, bạn sẽ sớm tìm ra được hướng đi mới cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tránh ngồi lê đôi mách sẽ mang lại tai họa cho bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hãy tự lực cánh sinh chứ đừng có trông chờ vào vận may hay là người khác giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, dễ gây mất lòng người khác do không kiêng nể ai. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn
số 17, số 96, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.